Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thật là một thời gian khá lâu mình mới lại làm lại clip, do cái thời gian vừa rồi mình quá bận vào một số công việc cá nhân và những cái công việc mở lớp của mình. Và bây giờ mình muốn quay lại để làm một chuỗi series về các cái kiến thức của bản thân mình về vấn đề làm màu sắc ở trong nhiếp ảnh. Rồi, vậy thì trước khi làm clip mình cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong cái thời gian vừa qua, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Và các bạn cứ yên tâm rằng các bạn cứ theo dõi các cái clip của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái kiến thức mà tốt nhất mà mình có thể chia sẻ được với các bạn để giúp cho các bạn có thể hiểu ra được mọi vấn đề. Về màu sắc đối với mình ấy thì tất cả các cái công cụ ở trong Photoshop như là kiểu như là Selective Color hay là Color Balance ấy, nó chỉ là công cụ. Còn cái vấn đề quan trọng hơn ấy là chúng ta phải hiểu được kiến thức, chúng ta phải có những kiến thức về tư duy, về màu sắc. Không cần quá nhiều như những họa sĩ, nhưng chúng ta cần phải biết được những cái kiến thức cơ bản của nó để chúng ta có thể làm được màu. Tại vì tất cả những cái màu sắc của chúng ta xem hay là những cái bức ảnh mà chúng ta thích, kể cả trong thời trang, trong cưới, trong phim ảnh, nó đều có lý do của nó vì sao nó xuất hiện hết. Và đặc biệt là những cái stock mà kiểu như là ví dụ ở bên cưới ở mảng Hàn Quốc hay Trung Quốc ấy, mình thấy có khá nhiều người thích những cái stock đấy, nhưng mà để làm ra được những cái màu như vậy nó đều có những cái lý do của nó cả, và cái cách làm của nó như thế nào. Thì cái việc Photoshop nó chỉ là cái thứ để giúp chúng ta sử dụng cái công cụ để chúng ta làm được thôi, và chúng ta phải có kiến thức để chúng ta có thể hiểu được rằng là với tấm hình này chúng ta phải làm những cái gì, những cái gì chúng ta phải có kiến thức ở trong đầu. Các bạn có công nhận là rất nhiều khi khi các bạn bật cái bức ảnh lên, các bạn đặc biệt là những người kém về màu, các bạn luôn luôn đặt có một cái câu hỏi trong đầu là bây giờ làm gì, kéo cái gì đầu tiên, kéo như thế nào. Và sau đó thì sẽ đến một cái giai đoạn là sẽ bắt đầu có cái trò đó là kéo xong một tấm ảnh, bắt đầu hỏi bạn này, màu này có đẹp không, màu kia có đẹp không, ta làm thế này có đủ không, làm thế này đúng chưa, đẹp chưa. Thực ra cái vấn đề ở đây đó là gì, đó là vì các bạn không biết, là các bạn kiến thức các bạn không có, các bạn không biết mình là phải bắt đầu từ đâu và mình phải kết thúc ở đâu để cho hoàn thành một tấm ảnh. Đó là lý do vì sao mà ở trong Photoshop có hàng tá công cụ nhưng mà các bạn vẫn không thể fake màu được. Đấy, thì đầu tiên cái chuỗi series clip này của mình là để hướng dẫn các bạn hiểu được cái cách để mà làm màu của các bức ảnh. Rồi, vậy thì cái bài đầu tiên này của chúng ta sẽ là bài về tư duy về màu sắc. Chúng ta sẽ học một chút cái kiến thức liên quan đến màu sắc, cái cách mà người ta sử dụng màu sắc trong hình ảnh, cái cách mà người ta phối màu các thứ. Thì hôm nay sẽ có hai cái kiến thức mà chúng ta phải học, đó là color wheel, tiếng Anh là color wheel, còn tiếng Việt đó là bánh xe màu. Và kiến thức thứ hai nữa đó là color harmony, nó chính là việc phối màu giữa các màu với nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy như ở trong hình nó đây là một cái bánh xe màu sắc. Cái này thì có vẻ là khá nhiều người biết được rồi. Ok, nhưng mà cái này nó cũng hơi bị gọi là trừu tượng, nhưng mình vẫn cứ nói qua. Thì màu sắc ấy, nó có ba cái màu cơ bản là IRB này, Yellow, Red, Blue này. Có RGB là cái hệ thống mà chúng ta đang làm là Red, Green, Blue. Đấy, kiểu kiểu nó là như vậy rồi. Thì ba cái màu gốc này nó là ba cái màu mà gọi là ba cái màu cấp 1. Ba cái màu này trộn với nhau theo những cái tỷ lệ nhất định rồi, trộn này trộn kia nó sẽ ra hàng tỷ màu sắc. Ví dụ màu cấp 2 là gì? Màu cấp 2 là ví dụ như màu orange này. Orange này là màu yellow kết hợp với cái màu red nó sẽ ra màu orange. Đấy, hai màu kết cấp 1 nó kết hợp với nhau nó ra màu cấp 2. Ví dụ yellow với cả blue này kết hợp với nhau nó sẽ ra green. Đấy, màu cấp 3 là gì? Là hai thằng cấp 1 kết hợp với cả một thằng cấp 2, yellow red cộng với cả orange. Nhiều yellow hơn thì nó ra yellow orange. Yellow, red, orange này, nhiều red hơn thì đó là red, orange. Đấy đấy, nó kiểu thế. Và cấp 2, cấp 3, cấp 4 thì chúng ta chỉ cần hiểu được rằng đó là có một cái thứ gọi là bánh xe màu sắc là như vậy. Đây chính là cái bánh xe màu sắc mà chúng ta cần phải biết. Rồi, vậy thì bên cạnh cái bánh xe màu sắc này nữa thì chúng ta cần phải biết đến một cái thuật ngữ nữa, đó là color harmony. Color harmony đó là sự phối màu. Phối màu đó là gì? Là trong cái bánh xe màu sắc nó có cái việc là các màu sắc đi với nhau như thế nào trong một bức ảnh hoặc trong một khung hình, nó sẽ có những cái màu sắc nó đi với nhau và rất chi là đẹp và hợp lý. Rồi ví dụ như là complementary, đấy thì nó là hai màu đối nhau ở trong bảng màu ấy, màu xanh lá cây với cả màu đi thì nên đi với cả màu đỏ, và bao giờ hai cái màu đi với nhau thì nó rất chi là đẹp. Tiếp thứ hai là analog, đó là ba màu liền kề ở trong bảng màu trong bánh xe màu đi với nhau. Đây,
Đấy, chai Onyx đó là một, chúng ta sẽ lấy ra một màu chính và sau đó hai cái màu phụ sẽ là hai cái màu mà đứng cạnh cái màu đối diện. Đấy, các bạn nhìn vào cái bảng này là các bạn biết. Đấy, chúng ta cứ nhìn như vậy là chúng ta hiểu được cái cách mà phối màu. Cái này nó liên quan hơi nhiều về lý thuyết cho nên mình chỉ cần giới thiệu qua thôi. Các bạn có thể đánh từ khóa đó là Color Harmony nhé. Color Harmony như thế này này. Thì nó chính là cái mà nó liên quan đến vấn đề là các cái màu sắc phối với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái việc đó là người ta sử dụng các cái màu sắc phối với nhau trong việc vẽ, việc làm phim như thế nào. Thì đây là chúng ta có thể nhìn được, đây là màu vàng và đây là màu xanh blue. Màu vàng và màu xanh blue. Đấy, nó là hai cái thằng nó đối đối nhau. Rồi, ok. Cả màu đỏ nữa. Đây, các bạn nhìn màu vàng này. Đây nó chính là cái bộ màu này. Vàng này, đỏ này, xanh blue này. Đây nó chính là cái chai Onyx này. Đấy, thì khi ba cái màu như thế này nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái bức tranh nó kiểu ạt ạt như thế này. Đấy. Vì sao mà người ta chọn ba cái màu này? Vì ba cái màu này đi với nhau thì nó sẽ hợp lý và nó sẽ tạo ra những cái cảm giác nhất định. Đấy, ví dụ như đây là chúng ta xem Godzilla, cái cảm giác máu me các thứ, thì ở đây người ta sử dụng cái này, người ta sử dụng gọi là analog ba màu liền kề trong nhau. Thì chúng ta nhìn vào bức tranh chúng ta nhìn thấy ok, đỏ vàng cam các thứ nhìn nó có vẻ khá là khói lửa hay khá là kiểu chiến tranh các thứ. Rồi chúng ta sẽ nhìn tiếp vào đây. Đây cũng là ba màu với nhau, đây là màu vàng với cả màu xanh lá cây đấy, kiểu như thế đi với nhau thì chúng ta sẽ cảm giác rất chi là yên bình nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục nhé, cũng lại là analog, đây là màu tím với cả màu xanh và nhìn vào cái là chúng ta có cảm giác nó là khá là kiểu phim ảnh và cái kiểu nó là nó hơi khó giải thích mà kiểu công nghệ cái thứ gì đấy, đối với mình thì nó là như vậy. Đó, tiếp nữa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái này. Nhìn cái này nó khá là kiểu pop art, nó kiểu ngày xưa, cái thời ngày xưa ấy. Thì một nhiếp ảnh gia mà mình khá thích cũng có lấy cái màu như này chụp. Ở đây nó có ba màu, đó là màu tím kết hợp với đỏ một chút và xanh lá cây với cả vàng. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem đây là cái bức ảnh mà mình lấy của nhiếp ảnh gia An Lê về. Thì đây là cái tấm ảnh mà anh ấy chụp cho một cái ca sĩ nổi tiếng. Thì đấy, chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể nhìn thấy được là nó có rất nhiều màu sắc của nghệ thuật, của ca hát, các thứ ngày xưa. Đấy, thì đây là cách mà người ta sử dụng để người ta chụp màu và người ta chụp gel. Với những cái tấm hình như này thì các bạn yên tâm là người ta sẽ gần như là không có cái chuyện blend màu. Vì người ta chụp một phát nó phải ra luôn. Vì phía trước nó là màu gì, người ta dùng gel màu đó, phía sau nó là màu gì và đằng background nó là màu gì, nó đều có nguyên nhân cái sự kết hợp của nó hết. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút vào cái việc đó là cái cách mà người ta sử dụng màu sắc ở trong phim ảnh. Thì đây là một cái kiến thức khá hay và mình muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra là mình cần chia sẻ với các bạn là các bạn cần phải hiểu những cái kiến thức này để các bạn biết được rằng là tất cả màu sắc ở trong một bức ảnh hay là trong bất cứ cái gì nó đều có lý do và nguyên nhân của nó cả, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta kéo màu. Nếu như các bạn mà có được cái kiến thức này thì các bạn sẽ hiểu được rằng đó là khi các bạn cần kéo, các bạn sẽ cần biết đó là vùng highlight các bạn là gì, vùng shadow các bạn là gì, các bạn nên ám màu gì vào. Và chưa kể nữa đó là trong cái khâu tiền kỳ, đó là cái khâu chuẩn bị về địa điểm chụp hay là về cái trang phục các thứ, là các bạn cũng sẽ có thể có được những cái kiến thức như vậy để khi các bạn kết nối chúng nó vào với nhau thì tự khắc bức ảnh nó sẽ đẹp. Cái đấy mình sẽ đi sâu hơn ở đoạn sau của trong clip này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái cách mà người ta sử dụng cái việc phối màu ở trong điện ảnh. Rồi, như chúng ta có thể thấy đầu tiên đó là monochromic, có nghĩa là gì? Đơn giản thôi, đây là cái phối màu một màu, một tông. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy ở đây đó là cái tông này tông màu vàng. Không phải tự nhiên cái thằng cu này nó mặc cái áo màu vàng và không phải tự nhiên người ta kéo cái màu của cái lá cây này nó ám vàng. Nó có lý do hết cả. Đấy, và chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác gì đó của cái thời ngày xưa cũ. Đấy. Rồi, bộ phim mà chúng ta rất chi là thích mà rất hot ngày xưa đó là bộ phim về ma trận. Ok, tại sao bộ phim ma trận này người ta lại sử dụng cái tone mà monochromic và chúng ta nhìn xem là toàn bộ màu xanh là cây? Đơn giản thôi, vì tất cả các cái code ở trong cái máy tính, các cái dữ liệu từ mã hóa nó đều ở dưới dạng màu xanh là cây. Đó là lý do vì sao mà cái phim ma trận này nó sẽ làm dưới là monochromic. Đó là mono cái gì đấy, monomatic gì đấy, mình không biết đọc cái từ này lắm. Đấy, nó là màu, một màu xanh là cây. Rồi, ở đây nó là phối màu analog.
cái phối màu analog này là một cái phối màu rất quan trọng cho các cái bạn chụp ảnh cưới, tại vì tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao mà ở trong cái ảnh cưới mà người ta hầu hết người ta dùng cái màu analog, có nghĩa là ba màu liền kề được với nhau, vì nó là một cái cách mà phối màu cực kỳ dễ và nó mang lại cho một cái cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng và an toàn, nó rất chi là đẹp. Tí nữa mình sẽ nói ở đây, nhưng các bạn có thể nhìn thấy analog này ở đây nó là màu xanh này, chúng ta nhìn vào cái chúng ta có cảm thấy nó có cái cảm giác chính trường, cái cảm giác là đây là một cái cuộc họp rất chi là kiểu là ở trong một cái hội nghị gì đó. Rồi bên cạnh nữa nó cũng là một cái màu analog, màu cam cam, rồi lại là analog. Đấy, tiếp theo của cái màu analog nữa chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây, đó là đây là phối màu gọi là hai màu đối diện với nhau ở trong cái vòng tròn màu đây. Không phải tự nhiên cô này cô có đeo một cái ô màu đỏ, và không phải tự nhiên là cái ô màu đỏ này nó lại được gối liền lên một cái background màu xanh. Không phải tự nhiên là cái gối này nó màu xanh và tự nhiên cái tường này nó màu đỏ. Tất cả nó đều có lý do hết. Giống như trong cái tấm ảnh này, không phải tự nhiên tất cả nó đều màu xanh lá cây, tự nhiên cái áo này nó màu đỏ. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là chúng ta đều biết được rằng là cái việc mà quay một cái khung hình lên phim ý, nó phải đòi hỏi rất nhiều cái vấn đề, ví dụ như là những cái kiến thức về màu sắc, cái kiến thức về sự sắp xếp, rồi quay phim, rồi cinematographer, đủ mọi thứ. Có nghĩa là để lên được một cái khung hình nó cần phải chắt lọc rất kỹ, và tất cả những cái khung hình bạn nhìn thấy nó đều có lý do của nó, màu sắc ở trong đấy nó đều có lý do của nó, người ta đều sắp đặt để cho nó xuất hiện được như vậy. Đấy, rồi vẫn là complementary này, các bạn nhìn thấy đây là cái phim mà chúng ta đều rất thích này, phim Transformer này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ví dụ không phải tự nhiên cái thím này tự nhiên tóc của thím ấy lại màu đỏ, đằng sau nó lại màu xanh. Nó có lý do của nó cả. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa đó là phối màu ba màu với nhau childish này. Đấy. Đây các bạn nhìn xem. Đỏ, xanh, vàng. Xanh, đỏ, vàng. Xanh, đỏ. Tấm này vàng ở đâu, chẳng thấy vàng đâu mà. Ok. Đấy, xanh, đỏ, vàng. Đấy, Superman ngày xưa đây, xanh, đỏ, vàng, nhìn nó rất chi là màu mè. Thành ra là khi mà phối màu ở trong cái mà phối ba màu sắc chai đích này với nhau ấy, thì nó thường là những cái phim hay là những cái hình ảnh nó liên quan đến cái sự màu mè các thứ, nó thì kiểu rực rỡ các thứ, thì nó sẽ thường dùng cái kiểu mà phối màu như thế này. Rồi, đấy, chúng ta có thể nhìn xem, đi xem tiếp. Đấy, đây là một màu màu vàng này. Đây chính là cái màu vàng mà trong cái phim Kill Bill này. Đấy, ok, đây là Joker này. Đây là Batman này. Đây lại cũng vẫn là một màu này. Đấy, đây lại là complementary này. Vì sao mà cái bà này mà mặc áo màu xanh lá cây tự nhiên nó lại xuất hiện trên cái nền màu đỏ này. Đấy, tất cả những cái kiến thức ở đây thì mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn hiểu được rằng là tất cả những gì chúng ta nhìn thấy nó đều có lý do cả, và kể cả những cái ảnh mà của những nhiếp ảnh gia thời trang ở trên thế giới, hay là những nhiếp ảnh gia thời trang, những cái bức ảnh mà nó có sự đầu tư của ekip, thì tất cả những cái gì xuất hiện ở trong khung hình đấy nó đều có lý do cả, chứ không phải là không có lý do. Lát nữa mình sẽ giải thích sâu hơn, tại vì cái này mình đang giới thiệu với các bạn ở trên phim ảnh thôi. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem về vấn đề đó là nhiếp ảnh của chúng ta thì người ta sẽ phối các thứ như thế nào. Rồi ok, chúng ta sẽ xem tiếp. Đây là transaction in color, nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy là ví dụ ở đây là người ta đánh một cái gel màu đỏ vào, ở đây người ta không đánh gel màu đỏ, là nhìn hai cái bức ảnh, nhìn hai cái cảm giác nó khác nhau. Cái cảm giác này nó nhìn nó cũng bình thường, nó chẳng có gì, nhưng cảm giác này nhìn nó có vẻ hơi một chút là nguy hiểm. Ở bên này chúng ta có thể nhìn thấy được đó là ba màu gì, đó là xanh, đỏ, vàng. Đấy, như mình đã nói với các bạn là cái kiểu mà khi nó phối ba màu với nhau ấy thì thường nó rất chi là màu mè, và thường nó rất chi là kiểu hạnh phúc. Nhưng ở bên này này, khi người ta muốn nhấn mạnh một cái tone gì đó ấy, thì người ta sẽ chơi cái trò đó là monotone, đó là cái trò monochromatic. Đây là chỉ một cái tone là màu xanh không thôi này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, thì tương tự như vậy, transition in color này, cái này vậy, cái này vậy, cái này đều là tâm tối này. Đấy, thì như vậy là để cho các bạn hiểu được rằng là mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng là tất cả những thứ màu sắc ở trên phim ảnh nó xuất hiện nó đều có lý do, đều có sự phối màu của nó cả. Chúng ta cần phải biết về cái sự phối màu này để chúng ta hiểu rõ hơn về cái việc đó là khi chúng ta làm một cái tấm ảnh, chúng ta cần phải phối mọi thứ nó như thế nào. Và ngay kể cả khi chúng ta chụp ảnh thì cái vấn đề là cô dâu chú rể mặc cái gì, hoặc là người mẫu chúng ta mặc cái gì, thì phía sau nó cần phải có cái gì. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút vào vấn đề đó là cái sự phối màu này được áp dụng trong nhiếp ảnh như thế nào. Rồi, vậy thì đầu tiên đó là mình sẽ quay trở lại với nhiếp ảnh gia An Lê mà mình thích. Ok, chúng ta nhìn vào phát đây, chúng ta đã có thể nhìn thấy được đây là màu vàng vàng da
và ở dưới nó là màu xanh blue. Rồi ok, chúng ta có thể vào được cái đây, chúng ta sẽ nhìn vàng vàng và xanh blue. Đấy, nó đều đi với nhau cả, đúng không? Rồi, thực ra cái này sâu hơn ý, chúng ta có thể nhìn thấy là vàng, là xanh blue và đỏ này. Vàng này, xanh blue này và đỏ đây, nó chính là bộ ba này. Đấy, nó đều có lý do của nó cả. Còn cái việc đó là màu đỏ xuất hiện bao nhiêu phần trăm, màu vàng xuất hiện bao nhiêu phần trăm và màu blue xuất hiện bao nhiêu phần trăm thì nó lại là một cái vấn đề kiến thức khác, mình sẽ giới thiệu ở trong những cái clip về sau. Nhưng hôm nay mình, các bạn chỉ cần biết rằng đó là tất cả những cái bức ảnh mà các bạn thích nó đều có lý do của nó cả, và đặc biệt đấy là những bức ảnh mà được chụp bởi những nhiếp ảnh gia lớn, những ekip lớn. Rồi ví dụ tấm ảnh này thì mình đã đo nó ví dụ rồi, đây là tấm ảnh tiếp này. Rồi ok, chúng ta có thể nhìn thấy màu tím với cả màu xanh này, đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây chính là monochromic tập hợp này. À đây là analog, ba màu đi liền với nhau. Monochromic nó là chỉ một màu, ví dụ một màu vàng này, hoặc màu xanh lá cây này, đấy thì nó là monochromic. Còn ba màu đi với nhau analog này, đấy thì đây chính là analog. Analog này là cái màu mà dùng rất nhiều trong ảnh cưới, lát nữa mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Rồi chúng ta nhìn thấy đây là nhiếp ảnh gia Tang Tang, rồi một trong những nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam, mà cũng là một nhiếp ảnh gia mình rất thích. Thì nhìn ở phát chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ ở đây là màu đỏ, nhưng mà bên cạnh màu đỏ nó sẽ có một cái chút ám màu xanh ở đây này. Đấy, thì cái màu xanh này nó có lý do của nó cả. Màu đỏ đây, màu đỏ hồng với cả màu xanh, đây là hai cái màu này với nhau. Đấy, ở trong này lại không thể có màu yellow, đây đó là hai cái màu này với nhau. Rồi ok, tiếp tục này. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ba màu vàng, xanh và đỏ. Vàng là màu trên da, xanh là ở đằng sau, và đỏ là cái bộ quần áo mặc. Đây, vàng, xanh, đỏ. Đấy, như mình có nói với các bạn rồi, những cái gì mà nó phối hợp màu mè với nhau thì nhìn nó rất chi là kiểu bắt mắt, trông nó rất chi là hút. Cái này thường rất dùng rất nhiều trong thời trang, nhưng tuy nhiên phối ba màu này với nhau thường cực kỳ ít sử dụng trong cái nhiếp ảnh cưới. Đấy. Rồi đỏ với cả xanh lá cây, chúng ta nhìn xem đỏ với cả xanh lá cây hai màu đối bổ trợ cho nhau. Đấy, đúng chưa? Rồi vàng với cả xanh blue, vàng với cả xanh blue môi màu đỏ, vàng xanh blue môi màu đỏ. Đấy, các bạn nhìn thấy không, phải có nghĩa là không phải tự nhiên mà nó đẹp, nó đều có lý do của nó cả. Vì sau nó đặt rằng màu xanh lá cây thì đây nó là màu xanh lá cây này. Đấy, nhưng tất cả những cái này kết hợp với nhau vì có lý do của nó hết cả, chứ không phải tự nhiên. Rồi đây là đỏ với cả xanh với cả vàng. Đấy, đỏ xanh vàng đây. Đầu tiên nó là một cái môi trường màu đỏ đánh một cái gel màu xanh vào đây và một cái vàng làm ven. Rồi nhìn thì chúng ta có thể nhìn thấy luôn, đó là hướng sáng chính ở đây, đó là hướng sáng màu đỏ đến từ phía trên này xuống, sau đó phía sau này sẽ là một màu xanh blue, xanh cyan đánh vào, và phía bên cạnh này sẽ là một màu vàng đánh vào. Tất cả nó đều có lý do của nó cả. Đây là monochrome, tất cả đều là màu đỏ hết, tất cả đều là màu đỏ hết. Rồi như vậy là chúng ta có thể hiểu, nhìn thấy qua được rằng đó là nhiếp ảnh cũng áp dụng tất cả những cái này. Và đây là những cái tấm ảnh mình vừa đưa các bạn, nó là những cái tấm hình nó liên quan đến nhiếp ảnh gia thời trang. Và thời trang ấy thì họ đều có ekip, cho nên tất cả những cái bức hình trong cái nhiếp ảnh thời trang ấy, mình nói luôn với các bạn đó là gần như là người ta rất ít khi mà người ta blend màu. Tại vì trong thời trang ấy thì cái tính đòi hỏi những cái khách hàng của người ta ấy, cái yêu cầu và cái tư duy thẩm mỹ của họ rất cao. Họ luôn đòi hỏi là ảnh gốc của họ phải đạt đến tầm 90-95% rồi, chứ không có chuyện đó là chúng ta bảo là em chụp như này xong về em sẽ làm màu như này thì sẽ không có cái chuyện đấy. Và như vậy là chúng ta sẽ xem lại một chút về những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề khi cái kiến thức về màu sắc phải được áp dụng trong nhiếp ảnh thời trang như thế nào. Đấy, rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chút, đó là nhiếp ảnh cưới. Nhiếp ảnh cưới nó sẽ làm như nào, tất cả những cái nhiếp ảnh cưới nó có lý do. Ví dụ như cái tấm hình ngày đầu tiên thì cái này nó là ba màu đi liền với nhau, và màu cam, màu nâu và màu đỏ. Rồi không phải tự nhiên mà cái chú rể này lại mặc cái áo màu kiểu cam cam nâu nâu như thế này, và cái tường đằng sau lại nâu nâu như này. Bây giờ để biết được tấm ảnh này nó có những cái màu sắc nào, chúng ta có thể vào được cái kênh này, là cái website là color.adobe.com. Chúng ta vào Extract from Animate, và bây giờ chúng ta sẽ chọn một file, chúng ta bắt đầu xem thử. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xem thử tấm ảnh này. Đây các bạn nhìn xem, có một chút màu xanh ở đây, đó là màu xanh của ông trời. Nhưng các bạn đây, khi mà mình ẩn ra một chút, kể cả cái áo của cô dâu hay màu da, tất cả nó đều cùng một cái form màu, nó nâu nâu, nó tối. Đấy, nó là analog ba màu đi kèm với nhau. Rồi chúng ta sẽ xem thử tấm ảnh, một cái tấm ảnh khác. Rồi bây giờ mình sẽ sang từ bên này, một tấm ảnh khác. Đấy, cái tấm ảnh này cũng tương tự như vậy, cũng cái kiểu màu nâu nâu như thế kia.
những cái kiểu màu nâu nâu như thế kia. Đây, các bạn nhìn xem. Tôi gọi đây là màu chữ này. Đây, tôn màu tất cả là cũng đều theo một cái tôn màu nâu nâu với nhau. Thì chúng ta phải có những cái kiến thức này thì chúng ta mới biết được rằng khi chúng ta fix màu hay chúng ta làm màu ấy, thì chúng ta cần phải biết chúng ta làm cái gì. Đấy. Tiếp theo, ví dụ như cái tấm ảnh này. Đây, 1972. Đó, các bạn nhìn xem, nó lại là mấy cái màu, nó đi xem màu cam, màu nâu với nhau. Các bạn nhìn thấy không? Đó là lý do vì sao mình nói là trong nhiếp ảnh cưới, người ta thường dùng rất nhiều cái phối màu analog với nhau. Vì cái phối màu analog này nó cực kỳ dễ và cực kỳ đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem tiếp nhá, đúng không? Màu nâu nâu tím tím, đây là cái màu tone của Trung Quốc. Rồi, cái này thì nó là màu xanh, xanh nhẹ. Đấy. Cái màu này cũng là cái nâu nâu, nó vẫn là cái nâu kia, nhưng cái nâu này nó lại sáng hơn cái nâu kia một chút, nhưng mà nó bao trùm lên cả cái bức ảnh luôn, chứ nó không phải cái kiểu như là màu sắc như cái kiểu như thế này. Đấy, hoặc là nó màu sắc nó kiểu màu mè như thế này. Tất cả những cái tôn cưới, chụp ảnh cưới bao giờ cũng thế. Đây là hai cái màu đi lên với nhau, và hai cái màu này nó là hai cái màu rất phổ biến, đó là màu xanh lá cây và màu vàng. Và cái này nó là cái màu nó rất liên quan đến cái màu dân Hồng Kông. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều người chụp phim hay thích cái màu tông này, màu vàng với cả màu xanh lá cây. Rồi, đây là hẳn là một cái màu kiểu xanh sai an nhẹ nhẹ, nó bao trùm lên toàn bộ của bức ảnh luôn. Đó là lý do vì sao mà khi mà các bạn kéo cái màu ấy, thì các bạn, và các bạn để ý rằng là trong cái tấm hình này người ta chụp ấy, cái màu sắc, cái bộ quần áo mà cô dâu và chú rể người ta mặc nó cũng rất chi là màu trầm hoặc vàng, nó là màu sáng, nhầm chứ không phải màu trầm, nó là màu sáng. Và cái màu xanh sai an khi người ta áp vào ấy, nó cũng là màu xanh sai gần, nó sáng sáng một chút. Còn cái tấm ảnh này thì mặc dù cô dâu thì mặc áo trắng, chú rể mặc áo màu tối, thì đó là lý do vì sao mà cái áo này người ta cũng phải kéo tối xuống để cho cái tông da này thì nó tối tối xuống, cái màu này nó tối xuống. Đấy, nó đều có lý do của nó cả. Rồi, ở đây các bạn nhìn thấy nữa, cái bộ quần áo này với cả background đằng sau nó rất chi là đồng màu với nhau, nhìn nó rất chi là hợp lý mà nhẹ nhàng với mắt. Ở đây là cái áo, còn cái màu tường vàng này người ta đã giảm saturation của nó đi để cho nó nhìn nó hợp lý hơn. Và các bạn nhìn thấy nó không có một cái sự phối màu gì nó quá là hoành tráng ở đây cả. Bản thân vì sao những cái tấm ảnh này nó đẹp thì mình nói luôn, đó là ngay từ cái lúc chụp người ta đã chuẩn bị rất chi là kỹ cả, chứ không phải là tự nhiên các bạn kéo một cô dâu ra một cái nôi mà nó không được đẹp, màu sắc nó cứ loạn từ mưa lên, xong bắt đầu các bạn chụp rồi các bạn về các bạn bảo blend màu ra đẹp, làm sao mà đẹp blend màu đẹp được. Và các bạn để ý rằng là tất cả những cái shoot hình mà chụp cô dâu này, cái background của người ta cực kỳ đơn giản, và hầu như background toàn là background một màu, chứ nó không phải background nó nhiều màu mè màu sắc. Đây các bạn để ý mà coi, nó đều là background một màu và đơn giản hết, nó không có quá nhiều màu sắc. Đây, kể cả cái này cũng thế, mặc dù là ở đằng sau có rất nhiều chi tiết, nhưng tuy nhiên là tất cả những cái tòa nhà này nó đều có cùng một cái tone màu hết, chứ nó không phải là kiểu xanh đỏ tím vàng. Cho nên cái việc mà khi các bạn bấm máy ngay từ lúc đầu tiên ý, nó cũng rất chi là quan trọng. Các bạn đặt chủ thể ở đâu, tất cả các cái màu sắc ở trong cái tấm hình của bạn như thế nào, nó đều có lý do hết cả. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không, chụp ngoài trời và đằng sau nó là một cái bầu trời, và đó lý do vì sao mà người ta để cho cô dâu mặc một cái áo nó sáng, xong bắt đầu chú rể mặc một cái áo nó màu xanh sáng kiểu như của bầu trời, về sau người ta chỉ việc giảm saturation đi là tự nhiên nó sẽ ra đẹp, không cần phải làm cái gì quá nhiều. Chúng ta cứ cố gắng rằng chúng ta tìm những cái preset hay những cái action ý, làm gì có những cái đấy, tất cả những cái này ý, nó đều đến từ cái khâu người ta chuẩn bị hết. Và kể nếu như người ta không chuẩn bị được thì trong cái lúc chụp ý, người ta cũng đều phải biết cách để người ta đặt chủ thể hết. Đó là lý do vì sao mình nói rằng là cái tư duy về màu sắc nó rất quan trọng. Quan trọng hơn rất nhiều so với cái việc mà các bạn biết là cái color balance nó kéo như thế nào, cái thanh công cụ curve nó kéo như thế nào. Bây giờ ấy, về sau mình có thể mình cho các bạn một cái clip mà các bạn có thể dùng cái kỹ thuật đấy, mà các bạn có thể fix tất cả các cái màu mà bạn muốn. Các bạn có thể lấy tất cả các cái màu mà bạn muốn. Nhưng cái vấn đề là khi cái màu đấy nó áp vào cái bức ảnh của các bạn ấy, nó có đẹp được hay không ấy, thì nó đều phải có lý do của nó cả. Không có cái gì là không có lý do của nó cả. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây, kể cả ví dụ như là đây là một cái màu mà mình rất thấy nhiều người thích. Đây, màu vàng đằng sau đó là màu xanh lá cây, nhìn rất chỉ là Hồng Kông luôn. Ok. Rồi, đây là một cái màu xanh. Vì sao mà tự nhiên cái màu nắng bao giờ nó có màu vàng đúng không? Nhưng tại sao người ta kéo cái màu vàng này về màu trắng ấy? Vì đơn giản à? Về màu trắng xanh thì đơn giản thôi. Cái tường đằng sau nó cũng là màu trắng xanh. Đấy, nó phải có tư duy nó là như vậy. Đấy, tiếp tục. Rồi, đây các bạn nhìn xem là cái cách mà người ta chọn cái bối cảnh rất chi là đẹp. Thứ nhất,
chú rể mặc một cái áo xanh, và người ta chụp cạnh những cái thích, những cái đồ xung quanh nó cũng màu xanh xanh, và cái lan can này nó lại là một cái màu vàng cam, nó là một cái màu đối diện với cả màu xanh, có đều có lý do và cả. Và khi mà chúng ta chụp với những cái tấm ảnh gốc như này rồi thì bản thân chúng ta không cần phải làm gì, nó đã đẹp rồi. Tất cả những cái gì chúng ta chỉ là kéo một chút và kéo gần như theo sự tương phản. Dần dần về sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kéo. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn cần phải hiểu được cái này. Các bạn đừng có chạy đi để mà các bạn hiểu được rằng là ở cái preset này nó như thế nào. Nó không có cái chuyện preset. Riêng nước ngoài người ta làm không có cái chuyện đấy. Tất cả những bức ảnh nó đẹp đều có lý do của nó cả. Rồi đây các bạn nhìn xem này. Đây là một cái màu tôn mà Trung Quốc nó rất hay làm, mà lúc nãy mình cũng cho các bạn xem, nó kiểu nâu nâu, kiểu cam cam cà phê, à nâu nâu cà phê đấy. Bạn nhìn cái lá cây kia nó cũng kéo về cái màu nâu đấy. Nhưng mà quan trọng hơn là các bạn nhìn cái phía sau của nó, màu sắc cực kỳ đơn giản, chi tiết cực kỳ đơn giản và ít chi tiết đấy. Các bạn cần phải nhớ được những cái đấy. Rồi đây cũng thế, đây cũng là một màu nâu, màu nâu với cả màu xanh kết hợp với nhau đấy, đúng không? Đấy, các bạn nhìn là các bạn thấy được ngay. Rồi, ok. Thì đây có là một cái tấm ảnh mà mình có chụp được và kết hợp với cả cái việc mà mình xét gieo màu. Thì tấm ảnh ở bên trái thì các bạn có thể nhìn thấy được đó là đây là cái căn phòng mà nó chỉ có một cái đèn led màu đỏ như thế kia thôi. Nhưng mình muốn cái căn phòng này nó biến thành cái màu nó Hồng Kông một tí, nhìn trông nó kiểu Hồng Kông, trong kiểu ngày xưa cũ một tí. Đó là lý do vì sao mà mình dùng một cái gieo màu xanh lá cây, mình đánh lên trần để tạo ra một cái không gian của Hồng Kông, và sau đó mình dùng một cái gel màu cam, mình đánh thẳng trực tiếp vào chủ thể. Và đây là cái bộ ảnh mà mình mới chụp, thì mình cũng muốn giới thiệu qua với các bạn để các bạn xem. Gần như bộ ảnh này mình không phải làm bất kỳ một cái màu gì. Tại vì sao? Vì nó ở trong đấy hết rồi. Các bạn nhìn xem, nó rất có cái cảm giác của Hồng Kông những ngày xưa cũ, tại vì nó là cái sự mix màu. Ở đây làm gì có preset hay là làm gì có action nào ở đây, không có, tất cả nó đều rằng từ file gốc hết. Rồi, tiếp theo một cái ví dụ nữa mà mình có xét sáng cho các bạn học sinh của mình. Thì đây là một cái xuất hình chụp bạn DJ. Và bạn ấy muốn cái kiểu nhìn nó ra trông kiểu nhìn điện tử một tí, EDM mà. Đấy, thì mình xét một cái màu là màu xanh, cyan về phía trước. Sau đó mình đánh một cái gel màu tím mà. Và như vậy là nó ra được một bức ảnh. Thì tất cả những cái này nó phải liên quan đến cái kiến thức về tư duy màu, chứ nó không phải cái sự blend màu nào ở đây cả. Đấy, thì chốt lại cái bài học của ngày hôm nay, mình muốn nói với các bạn rằng là tất cả những cái màu sắc chúng ta xem, chúng ta đều thích, nó đều có lý do của nó cả, chứ không có cái gì là nó không có lý do. Vì sao mà khi các bạn bật một cái tấm ảnh lên, các bạn không biết rằng các bạn làm màu từ đâu? Thì nó gồm có khá nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên hôm nay mình sẽ nói đó là vì các bạn không có tư duy về màu. Các bạn không biết cách đó là cái chủ thể của các bạn đang mặc cái độ mặc quần áo như vậy thì phía sau nên màu sắc như thế nào. Các màu sắc của trong cái bức ảnh của bạn nó rất chi là từa lưa và tùm lum. Đó là lý do về sao mà các bạn không biết rằng các bạn nên kéo như thế nào và các bạn nên kết thúc ở đâu. Đấy, thì hy vọng bằng xong cái bài này thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái cách về cái vòng tròn màu và cái gọi là color harmony, đó là cái việc phối màu, và các bạn sẽ tìm hiểu hơn về những cái này. Rồi trong những cái clip sau mình sẽ hướng dẫn sâu hơn về những cái kiến thức khác về tư duy màu. Dần dần rồi mình sẽ chỉ các bạn cái cách để mà các bạn có thể làm được màu theo cái ý muốn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi mình, và nếu như các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy ấn like và chia sẻ clip giúp mình. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn.